Bây giờ chúng ta sẽ đến với chạy bass. Thì mình vẫn lấy cơ sở nền tảng là vòng hòa âm 251 này. Đầu tiên các bạn nên viết các hợp âm ra và viết dưới dạng cấu tạo. Ví dụ la thứ bảy chúng ta sẽ viết la do mi son. Rê thứ bảy là re fa la do. Đó. Thường thường chúng ta sẽ lấy nốt bát la thứ bảy đi, chúng ta dùng nốt bát là la, rê thứ bảy là bát rê chẳng hạn vậy. Nhưng mình muốn các bạn ghi ra để các bạn hiểu rõ rằng trong cái hợp âm nó còn có những nốt bát đảo nào khác không? Để khi chúng ta đánh bát ấy, chúng ta nên có ý đồ chứ không phải nhất thiết. Các bạn có thấy không? Thường thường son có thể người ta dùng bát si chẳng hạn vậy. Rê thứ thì có thể là dùng bát pha chẳng hạn vậy, chứ không nhất thiết phải là rê. Đó, thì hợp âm này qua hợp âm khác chúng ta phải liên kết bát thế nào cho nó hay, thì nó phải có cái, các bạn nên nhớ rằng để nốt bát nó hay ấy, thì các nốt bát nó phải gần nhau, nó phải kề nhau nó mới hay được. Hoặc là chúng ta mà chạy bè bát, chúng ta phải chạy cho các nốt bát nó gần lại đấy, nó liên kết lại với nhau thì nó hay thôi. Thì nguyên tắc nó là như vậy. Thì ví dụ từ la qua rê, các bạn có thể nhìn thấy nó xa, nhưng mình có thể lấy bạn la mình lấy bát đô, còn rê thứ bảy mình lấy bát rê chẳng hạn vậy. Ví dụ như là la đây. Bây giờ sau đó mình đánh thử, mình lấy bát la xem. Đó, thì các bạn thấy bát nào hay hơn? Đó, tùy tùy trường hợp để chúng ta lấy. Có trường hợp chúng ta sẽ lấy bát mi, có trường hợp chúng ta lấy bát son, có trường hợp lấy bát la hoặc đô, tùy. Thường thì sẽ lấy bát bực 1. Đó. Đó, điều đầu tiên. Điều thứ hai đó là gì? Khi các bạn xác định nốt bát rồi, trong trường hợp này ví dụ mình lấy là nốt bát là nốt bát là nốt la đây, chuyển qua nốt bát rê cho nó đơn giản nhất đã. Rồi mình xét xem từ la qua rê có những nốt nào ở giữa. Ở giữa nè là có, các bạn phải để ý một điều rằng á, khi mà chúng ta chạy ấy, chúng ta phải biết được bát. Ví dụ là mình chọn bát la chạy cả bát rê thì cái chiều đi bát là như thế nào. Đây là rê là chiều đang tăng, nhưng cũng có trường hợp đây, có trường hợp nó giảm. Ví dụ là rê đây, la đây, có nghĩa là rê nó cao hơn la đấy. La rê, có những trường hợp khác ví dụ mình lấy nốt bát cao hơn chẳng hạn, nốt bát ví dụ nốt bát của la mình lấy ở đây, la đây, còn rê ở đây thì nó giảm. Nhưng mà tùy theo trường hợp, có nghĩa là tùy theo trường hợp ấy, chúng ta sẽ xét xem hai cái nốt bát này và xét chiều đi của nó. Trong trường hợp này mình lấy thế tay này là qua rê, thì la qua rê nó đang tăng, thì chúng ta xem những nốt bát ở giữa đó có những nốt nào. Từ la qua rê có là si đô rê, là si đô rê đấy. Đó, chúng ta sẽ có là gì, là si đô rê, đô và rê, nó bát nó chạy qua, có thể chạy qua như thế. Đó là cái chiều đi của nó là si đô rê. Đó, nhưng mà tùy theo cái điệu nữa. Bây giờ chúng ta sẽ xác định chúng cái điệu chúng ta đang chơi. Ví dụ điệu slow thì đây, đi theo chung ba đấy. Thì bây giờ mình điệu slow nó là 6 nốt, bây giờ mình có thể thêm 2 nốt hoặc 3 nốt thì nó bình thường. Nhưng điệu blue nó chỉ có 4 nốt thôi mà mình thêm cả 4 nốt thì nó vô lý. Đây. Đó. Thì mình điệu slow mình có thể chọn 2 nốt chẳng hạn. Hai nốt này mình có thể là chọn gần cái nốt đích. Ví dụ la thì mình chọn là si đô rê. À, la. Đó là đánh điệu slow nhá. Hoặc đánh điệu blue thì chỉ có đánh một nốt, mình có thể thêm một hoặc hai là cùng lắm thôi, tại vì điệu blue nó là như thế này, nó chỉ có 4 nốt thôi, nên mình thêm nhiều quá thì nó sẽ không hay. Thì ví dụ mình thêm một nốt thôi, mình thêm nốt đô chẳng hạn vậy, là đó. Còn trường hợp khác ví dụ điệu ballad thì mình có thoải mái hơn trong về việc chạy bass, tại vì sao? Điệu ballad nó nhiều nốt, ví dụ nó kiểu như thế này.
Đó, kiểu như thế. Nhưng mà các bạn đã xét về cái điệu, cái điệu ballad mình đánh như thế này đó, thì thường thường mình sẽ liên kết bằng cái nốt bass mà mình đánh trong cái điệu đó. Ví dụ đây, nốt bass đây. Đấy, cái chỗ này là mình sẽ đi vào bass đây, bass. Cái này mình sẽ thêm nốt bass. Đó, thì nó mới hay được. Còn không chúng ta thêm lộn xộn nó sẽ không hay. Đó. Đó là cách đi mà các nốt nó gần nhau, hoặc là khi trong điệu sơ lấu ấy chúng ta có thể đi kiểu xen kẽ, ví dụ như từ la. Mình sẽ đánh là. Đó, thì nó cũng tạo ra cái màu sắc riêng. Đó, chạy bass nó chỉ có như vậy thôi. Chúng ta sẽ xác định hai nốt bass. Sau đó là chúng ta xem chiều liên kết, và từ cái chiều liên kết đó chúng ta biết những nốt bass ở bên giữa, và sau đó chúng ta liên kết bằng cái điệu, tùy theo điệu để chúng ta chọn ra nốt bass, chứ không phải là điệu nào chúng ta cũng chọn này từng này nốt bass. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đánh mẫu, ví dụ như là mình đánh mẫu vòng 251 xem. Trong trường hợp này mình không nhất thiết phải chạy nhiều bass, có những trường hợp mình chạy một hai nốt thôi. Ví dụ đầu tiên là mình sẽ lấy về điệu slow trước này. Đây. Mình sẽ lấy điệu slow trước. Tiếp đến mình thử điệu blue. Tại blue nó có 4 nốt kiểu như 2 trùng 2 đấy. Mình bắt đầu từ 9, 4, 7, 5, 5 thử xem nhé. Hoặc là điệu ballad xem. Đây. Ballad mình đánh kiểu này, tại ballad có nhiều kiểu chơi. Thì đó, cơ bản là chúng ta sẽ chạy trên nền tảng vòng 251 này, với chạy bass cho nó quen trước. Sau này các hợp ấm khác chúng ta sẽ làm tương tự như thế.